Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều nay Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư An Ba và Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành. Đây là liên khu dân cư được chọn tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết ở huyện Nghĩa Hành. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Đức và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ. Liên khu dân cư An Ba Mỹ Hưng có 871 hộ với 3.261 nhân khẩu. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, buôn bán nhỏ và dịch vụ. Trong những năm qua, người dân ở khu dân cư luôn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Người dân trong khu dân cư đã chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Các chính sách an sinh xã hội, đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Bộ mặt của thôn khởi sắc, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ổn định. Hai khu dân cư chỉ còn 33 hộ nghèo. Người dân trong thôn đã thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện quy ước của khu dân cư, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Xây dựng gia đình hòa thuận, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cái thảo hiền. Những năm qua, khu dân cư cùng với mặt trận và các hội đoàn thể duy trì và nhân rộng các mô hình khu dân cư 60, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, nói không với việc sử dụng túi ni lông. Khu dân cư An Ba hiện có 96% hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Khu dân cư Mỹ Hưng có 91% hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Trong năm qua, Ban vận động khu dân cư đã vận động nhân dân đóng góp 17,6 triệu đồng, thăm và hỗ trợ cho 15 hộ gia đình có người bệnh nặng với số tiền 7,5 triệu đồng. Phát biểu với bà con, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, 12 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy đã về các địa phương để cùng dự và chung vui với bà con. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết hướng đến mỗi người dân, mỗi gia đình, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó để mỗi người cùng chung tay đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền. Kết quả ngày hội đại đoàn kết đem lại giá trị tinh thần rất lớn. Ngày hội năm nay càng có thêm ý nghĩa khi Quảng Ngãi cơ bản kiểm soát dịch bệnh. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của bà con liên khu dân cư An Ba, Mỹ Hưng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là thành quả cộng đồng trách nhiệm của bà con. Ở đây còn thực hiện tốt khu dân cư 60. Mỗi thành quả của chúng ta thực hiện từ khu dân cư cho đến xã, cho đến huyện thì đó là góp vào thành quả chung của tỉnh. Cho nên tôi mong muốn hôm nay có đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư và Ban thường vụ Nghĩa Hành, các đồng chí trong cấp ủy và chính quyền của Nghĩa Hành cũng như là của đoàn thể của xã Hành Thịnh cũng như thôn An Ba và Mỹ Hưng. Tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tựu mà các đồng chí đã đạt được. Có thể có những khó khăn trở ngại, nhưng mong muốn các đồng chí phát huy những cái thành quả chúng ta đã đạt được để triển khai thực hiện thắng lợi các cái nghị quyết đại hội các cấp đã được đề ra. Tiếp tục động viên nhân dân để tăng cường cái sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của chúng ta để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được đặt ra. Tôi thấy trong cái báo cáo các đồng chí đặt ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ các đồng chí trong thời gian đến phải làm gì. Mỗi tổ dân phố, mỗi khu dân cư chúng ta làm những việc như thế thành công thì huyện sẽ thành công và tỉnh sẽ thành công. Cho nên mong muốn các đồng chí, bà con chúng ta cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn và vươn lên. Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để động viên người dân của chúng ta tham gia phong trào đó để nó tạo cái đà cho cái sự phát triển trong giai đoạn mới. Từ phong trào của mặt trận, của các tổ chức chính trị xã hội nó tạo ra cái hiệu quả rất là sâu rộng trong người dân của chúng ta, nó thành cái động lực rất là quan trọng để cho chúng ta vươn lên. Rồi tiếp tục huy động các cái nguồn lực trong cộng đồng để thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội giúp nhau bà con còn khó khăn. Tôi thấy trong báo cáo chúng ta còn 33 hộ nghèo của hai khu dân cư chiếm 3,75%. Chúng ta trừ những hộ mà gọi là bất khả kháng, tức là tôi cũng trao đổi, tức là có những hộ nghèo mà chúng ta không thể xóa nghèo được, đó là những hộ mà hưởng cái chính sách bảo trợ xã hội, người già neo đơn vân vân, thì đó là những người đã hưởng chính sách bảo trợ xã hội thì chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc. Còn những hộ có điều kiện có thể vươn lên thoát nghèo, cần sự hỗ trợ trong sản xuất thì chúng ta cùng nhau có trách nhiệm. Xã có trách nhiệm của xã, huyện có trách nhiệm của huyện và tỉnh có trách nhiệm của tỉnh.
Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư An Ba là khu dân cư xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng hai nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo, trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và một nồi cơm điện cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của hai thôn An Ba và Mỹ Hưng. Chiều nay, tổ dân phố 3 phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ dân phố 3 phường Nghĩa Chánh có 556 hộ với gần 2.200 khẩu. Thời gian qua, người dân luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Năm 2022, tổ đã vận động đóng góp quỹ gần 30 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ. Người dân tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp, tuyên truyền vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu được giao. Ngày hội đại đoàn kết là dịp để người dân trong tổ dân phố 3 thắt chặt mối quan hệ tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của người dân, thực hiện các hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do các cấp ngành phát động, xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển văn minh.